Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Nhạc Vơ Lơ. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em những bức ảnh chế cực kỳ hài hước và vui nhộn của bộ phim Vua Hải Tặc. Xin mời anh em đón xem. Đây là hình ảnh kể về người cha tốt nhất trong thế giới Vua Hải Tặc. Giá xốp chưa thấy bảo vệ ú xốp bao giờ mà chỉ toàn thấy bảo vệ cho một thằng cụt tay. Còn Dragon là người cha tốt thứ hai trong thế giới Vua Hải Tặc. Ông ta chỉ bảo vệ Luffy khỏi hai người có sức mạnh bình thường, nhưng những tên có sức mạnh khủng khiếp thì chả thấy Dragon đâu. Này, có cách gì đánh bại được Smoker không? Quá dễ. Chỉ cần treo biển cầm hộp thuốc là Smoker sẽ bị tắt điện ngay. Tôi muốn hút thuốc. Mai muốn hút thuốc. Khi Nami và Zoro mắc kẹt trong đống lửa thì tất nhiên Sanji sẽ cứu Nami trước và sau đó quay lại đổ thêm xăng vào lửa. Sau khi đánh bại Thất Vũ Hải Crocodile và Doflamingo, thần chết Luffy đến gõ cửa nhà tử hoàng Kaido. Nghe đồn may mắn lắm cơ mà, hóa ra cũng chỉ là hàng tôm tép. Tử hoàng Big Mom cũng bị Usopp đánh bại trong một nốt nhạc. Có thể bạn chưa biết, thằng Usopp có thể cùng một lúc đánh bại được tử hoàng Râu Trắng và vua hải tặc Roger. Mày đừng có bốc khoét, mày đừng có bồn điêu đi. Robin, chúng tôi đến cứu cô đây. Tôi muốn chết. Ô, hóa ra Doflamingo cũng chỉ là một con Pokemon mà thôi. Xin giới thiệu với anh em, đây là thuyền trưởng mới của băng hải tặc Mũ Rơm. Đây là cảm xúc của Luffy khi gặp một Titan. Yeah.